Đây, đây là một quán cơm rất là nổi tiếng ở Đồng Tháp. Quán này kêu là cơm ếch, rất là ngon, nhiều món lắm. Hôm nay mình quay review ngược, tức là mình sẽ cho mọi người thấy là mình đã ăn rồi mình mới đi ra. Và bây giờ mình đi uống cà phê. Hôm nay mình tuyển được một tài xế rất là hồi hộp, rất là hồi hộp. Đi thẳng mất gì hoang mang quá vậy? Tài xế mà không ship bell là sai luật nha em trai. Ship bell của em nè. Bậy rồi, thôi bậy rồi em ơi, đeo bell đàng hoàng em ơi. Đeo vô. Xe nó báo kìa. Rồi cái gì mà cái xe nó nỉển qua đường đường bên kia vậy? Cắm vô, hay quá, 2, 3, lâu vậy. Rồi, cảm giác mình được lên cái ghế tài xế mình sẽ thấy như thế nào ạ? Nó đã, nó xịn quá à. Có hồi hộp không? Hồi hộp, hồi xưa thì hồi hộp lắm. Bây giờ mình phải bình tĩnh, mình xử lý tình huống nó mới được ổn định. Đâu hỏi hồi hộp không là hỏi mấy người ngồi sau chứ đâu hỏi tài xế. Nè, trao tính mạng. Ui, hai ông chủ nè. Big Boss, được Big Boss ngồi ở đằng sau đây là ông chủ lớn nè, ông chủ đại. Còn mình là lơ lơ xe. Mình cũng boss nhưng mà mình không phải là Big Boss mà là boss cà phê. Cái này mà đi quay mệt mệt về đường Hải chở chắc không dám ngủ luôn. Đang ngủ thẳng kịch cái đập nguyên đầu vô kiến đồ, tỉnh luôn. Giống như mình nghĩ vậy. Mới đi xử lý á, quay cái 7 giờ sáng, trời ơi nó lái về em biết không, có nhiều khi á, nó ban vậy nè, con đường người ta chạy 40, chạy 70. Bởi vậy nó mới gấp về ngủ đó, nó quên rằng nó còn một giấc ngủ rất dài. Nó quay giống như mình sáng á, về, trên kia quay, không còn sáng. Trời ơi, ba. Cái nó để nó nói con ơi, con có... Mày có đổ xăng chưa? Phải nhưng mày phải làm cái gì mà xe mà hư đang chạy mà hư. Phải không? Đừng hỏi. Vô không còn được. Không được. Rồi chạy xe sao phải bỏ dép là vậy? Hả? Trời ơi, có cảm giác xe mới mua. Ôi xa. Vô chưa chạy vô quay anh cái coi. Ôi ôi. Xe thì bạc tỷ. Hôm nay chúng tôi đang ở Đồng Tháp nha mọi người, đang có mặt ở Đồng Tháp. Cao Lãnh Đồng Tháp. Mình đang quay bộ phim Lật Mặt 6 của đạo diễn Lý Hải. Bộ phim này sẽ được chào đời vào dịp 30 tháng 4. Mình sẽ quay review cái cảnh đi uống cà phê bằng một ông tài xế mới rất là hồi hộp. Mình sẽ quay cho đến khi nào tới quán cà phê thì thôi. Mặt căng quá đó. Anh ngược đường ngược đường hướng là đụng xe đó ba. Hát bài khác đi. Hay để mình nghe. Thôi giờ mình hát bài nào mà kiểu là nó hên hên á. Hên nha. Sở xuất kiến thiết mang niềm vui đến cho mọi nhà. Ta mong đến chiều cùng nhau sở số vui. Ê! Hey, nhớ coi phim Lật Mặt nha. Chú. Chú không nghe luôn. Cô ba. Cô ba coi Lật Mặt vậy cô ba. Cô không nghe luôn. Hà Tiến đưa tay quẹo hả? Né né cho nghe em quẹo cái mới biết chạy xe rồi. Anh ơi, né né anh ơi. Rồi rồi đó. Xe tải né nhường cho qua rồi kìa. Vô lề đi từ từ đi em. Đó, đến xin nhanh qua vô lề. Đúng rồi. Ngồi sau seat belt đi em, nguy hiểm lắm nha. Xe quẹo. Ủa. Đâu từ từ. Hết sức bình tĩnh. Cái gì mà sát xe người ta quá vậy? Ôi là trời quá rồi. Cọc thiệt chứ. Tôi đang trên đường tới một quán cà phê cũng khá là có tiếng tại Đồng Tháp. Quán cà phê này nằm trong địa phận của khu vực Vinhome. Hello em. Đây sẽ đặt đồ ồn ào quá. Chúng tôi đã gần tới được quán cà phê mà chúng tôi muốn uống rồi. Hên quá. Không biết anh ấy có biết tấp vô lề và đậu lại hay không. Đây là cả một vấn đề. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái lề đường. Anh Cường muốn vô quán mây mà em sao vậy, cứ vậy hoài, tài xế kỳ quá anh Cường. Vậy thôi ngồi quán mây. Bây giờ đậu xe sao, gắt gối à. Lên đây được. Thành khách cứ ngồi. Đây là cái quán mà chúng tôi đang muốn vô nha các bạn và các bạn thân mến. Ồ, các bạn trẻ rất là nhiều. Wow, đẹp quá nè mọi người. Rồi đi xa quá vì một cái chỗ đậu an toàn mà bạn ấy đã đi cách xa cái quán rất xa rồi. Rồi giờ đậu đây luôn hả? Ồ, yeah coi, 2, 3, yeah. Hơi chóng mặt xíu nha các bạn. Để
Rồi, tháo xích bèo. Kéo kiến lên, kéo kiến lên. Rồi, biết trả số luôn, hay quá. Dạ, yeah. Biết tắt máy không, em trai? Nói nhầm tài xế. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip từ nãy đến giờ. Mặc dù nó không có gì hết. Ủa tài xế đâu rồi? Em kêu cái anh tài xế vô giùm anh cái. Em hỏi ảnh là anh tài xế uống gì? Hỏi. Dạ anh uống gì? Hỏi thiếu anh gì? Anh gì? Tài xế uống gì? Ừ. Anh đi đợi mọi người uống cà phê xong anh chở về thôi. Rồi cảm giác khi chở chúng tôi tới được quán cà phê thì thấy như thế nào ạ? À? Thấy đem được niềm vui tới mọi người. Ok. Nãy giờ mọi người thấy em vậy mọi người vui quá mà. Ok. Rồi, bye bye mọi người nha. Xin chào. Bye bye đi thi lịch sự đàng hoàng. Thế mượn cái chìa khóa tắt. Bye bye. Bấm cửa xe à, bye bye. Bye bye đi. À nãy giờ quên giới thiệu mọi người, đây là anh Huy trong bộ phim Dốc Tình của mình cách đây 20 năm về trước. Ảnh đóng vai anh Huy là anh hai của mình đó. Vậy nha, đây là em Út trong nhà nè. Kiểu gì cho người ta làm kìa. Phải sửa đá. Lấy cái chìa khóa xe để tắt xe. Nếu mà công nữa chủ cả người ta la. Ủa em trai em đi đâu vậy? Tắt xe. Tắt xe là nãy em tắt rồi mà. Khóa thì ngồi đây bấm mất gì đi ra ngoài. Trời ơi, bấm hai cái là nghe cái tiếp nè, bấm đi. Cái này là của Ford ừ. Hả? Ừ. Nghe không? Khóa đúng rồi đó. Là nghe được. À, ừ rồi. Nghe được đó. Rồi vậy thôi nha. Rồi bye bye lần nữa coi. Nhiều tính tiền nhiều. Trời ơi. Để cô tính ra nha, bình tĩnh cô tính. Trong sống của cô. 3, 4 là 12, với cái này 15 nữa là 13 năm. Cái này lẩu hết là 55 ngàn. Tổng cộng á.